Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là cao điểm của mùa khô năm 2016. Công tác phòng chống hạn cho diện tích các loại cây trồng đang được các địa phương đặt lên hàng đầu. Huyện Đà Tẻ đã và đang triển khai công tác này như thế nào? Phóng sự sau do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện sẽ phản ánh rõ hơn điều này. Đến thời điểm này, vụ đông xuân 2015-2016 của huyện Đà Tẻ đã gieo trồng được hơn 2 tháng. Đây cũng là giai đoạn mà các loại cây trồng cần được cung cấp đủ lượng nước nhằm đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao. Ngoài tuyên truyền bà con nông dân chủ động thăm đồng, kiểm tra cây trồng, ngành nông nghiệp Đà Tẻ đã tập trung phối hợp với chính quyền các xã, cán bộ nông lâm thủy chủ động điều tiết, cung cấp nguồn nước hợp lý tại các địa phương. Nguồn nước thì chính quyền địa phương đây cũng đã lên lịch xả nước, cho nên bà con đây đã đưa và làm cánh đồng này là theo cánh đồng vụ, đồng trà, cho nên là cứ theo lịch xả nước là bà con người ta tiến tới người ta làm thôi, chứ không phải đắn đo về vấn đề nước nuôi cả. Với tổng diện tích gieo trồng của vụ đông xuân trên địa bàn huyện hiện nay là gần 2.000 hectare. Ngoài hai công trình thủy lợi lớn phục vụ cho đa phần diện tích cây trồng nói trên là hồ Đà Tẻ và hồ Đà Hàm, thì để đảm bảo nguồn nước, giảm thiểu diện tích cây trồng bị khô hạn, huyện Đà Tẻ đã chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng các công trình, nạo vét lại hệ thống kênh mương nội đồng, triển khai chỉ đạo cho bà con gieo xạ tập trung đúng thời gian quy định, sử dụng nguồn nước một cách hợp lý nhất. Tôi đã chỉ đạo và tổ chức là xây dựng kế hoạch thông báo nhân dân là tiết kiệm. Trước mắt là tiết kiệm cái nguồn nước tưới, là không để dư thừa và tiết kiệm tận dụng tối đa những cái nguồn nước, phối hợp với lại trung tâm quản lý khai thác công trình công cộng, rồi trung tâm quản lý thủy lợi và phòng nông nghiệp tổ chức nhân dân nạo vét rồi khơi thông để đảm bảo làm sao được cái nguồn nước là không bị đi ra ngoài, nó bị lãng phí, và đặc biệt là đối với nhân dân thì hết sức tiết kiệm và không để là nước là chảy tràn lan, hoặc là chúng ta là dựa vào những cái ao hồ để chúng ta chứa lại để là làm cái biện pháp là phòng tránh để cái hạn cái vụ mùa tới. Theo tính toán của ngành chức năng huyện Đà Tẻ thì lượng nước tại các hồ đập thủy lợi chỉ đảm bảo đủ trong vụ đông xuân và một phần của vụ hè thu. Chính vì vậy, đối với diện tích khó khăn về nguồn nước, phòng nông nghiệp đã chỉ đạo cho bà con nông dân chuyển đổi diện tích lúa 3 vụ sang trồng lúa 2 vụ, hoặc là chuyển sang trồng bắp để tiết kiệm nước. Đồng thời, đối với cây công nghiệp áp dụng các biện pháp tỉa cành, tạo tán hợp lý, tránh thất thoát nước. Phòng nông nghiệp cũng đã đang tham mưu cho huyện, hiện đã tham mưu cho huyện tăng cường các cái công tác điều tiết nước tưới và tăng cường những công tác dự báo, khuyến cáo và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm cái áp lực tưới lên công trình thủy lợi để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. Mùa khô năm nay dự báo còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho bà con nhân dân là điều mà ngành chức năng của huyện Đà Tẻ nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung cần thực hiện. Có như vậy mới đảm bảo được nguồn nước, giữ được năng suất và hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng. Bến xe miền Tây hiện có 120 doanh nghiệp hoạt động vận tải, trong đó chỉ có hơn 60 doanh nghiệp nộp kê khai giảm từ 1,5 đến 9% giá vé xe khách. Trong khi chờ đợi các doanh nghiệp giảm giá theo quy định chung, người dân vẫn phải mua vé theo giá niêm yết chưa giảm.